trong cuộc sống ai cũng mong muốn có được sự giàu sang phú quý an nhàn và hạnh phúc tuy nhiên không phải ai cũng may mắn nhận được những phúc lộc ấy theo quan niệm phong thủy và tướng số sự thịnh vượng không chỉ dựa vào nỗ lực và sự chăm chỉ mà còn phụ thuộc vào những điềm báo trên cơ thể những dấu hiệu trời ban cho người sắp sửa phát tài giàu to những dấu hiệu này như một thông điệp từ vũ trụ báo hiệu rằng tài lộc may mắn và cơ hội đang đến gần và nếu biết nắm bắt cuộc sống sẽ thay đổi hoàn toàn trở nên thịnh vượng giàu có và an nhàn hơn bao giờ hết thực tế có những người dù không làm gì quá đặc biệt nhưng vẫn luôn gặp vận may mọi việc đến với họ đều thuận lợi tài lộc tự động chảy vào túi những người này thường sở hữu những đặc điểm cơ thể đặc biệt mà theo các chuyên gia phong thủy và tướng số đó chính là những điềm báo trước cho một cuộc sống giàu sang sung túc những dấu hiệu này có thể xuất hiện ở bất kỳ ai, không phân biệt giàu nghèo, và chỉ cần có những điềm báo này, bạn có thể yên tâm rằng mình sắp được hưởng lộc trời ban, phất lên giàu nhanh khó ai bị kịp. Trong bài chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 6 điềm báo đặc biệt trên cơ thể, những dấu hiệu mà nếu bạn may mắn sở hữu, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều tốt đẹp nhất đang đến với mình đây không chỉ là những dấu hiệu đơn thuần mà là lời khẳng định từ vũ trụ rằng bạn sắp sửa bước vào một giai đoạn thịnh vượng tài lộc dồi dào và cuộc sống hạnh phúc hãy cùng lắng nghe và tìm hiểu xem liệu bạn có đang sở hữu những điềm báo này không nhé phong thủy và tướng số đã tồn tại hàng ngàn năm không chỉ ở châu á mà còn lan rộng ra toàn thế giới như một phương pháp để hiểu và tương tác với các lực lượng vô hình nhưng mạnh mẽ của vũ trụ sự giàu có và may mắn không chỉ đến từ những nỗ lực cá nhân mà còn liên quan mật thiết đến sự cân bằng năng lượng những dấu hiệu trời ban mà chúng ta có thể không để ý khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu đặc biệt này đó chính là thông điệp vũ trụ gửi đến rằng vận may của bạn đang thay đổi tài lộc đang chuẩn bị chảy vào cuộc sống của bạn việc nhận biết và hiểu rõ những dấu hiệu này sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho những cơ hội sắp tới tận dụng chúng để đạt được sự thịnh vượng và an nhàn mà ai cũng ao ước. Một lòng bàn tay xuất hiện các vân tài lộc, đón nhận tài lộc, giàu có phú quý. Một trong những điềm báo đầu tiên trên cơ thể mà người sắp phát tài thường có chính là các vân tài lộc xuất hiện trên lòng bàn tay. Vân tài lộc thường là những đường vân nhỏ, hình dạng như một chữ M hoặc hình lưỡi liềm, nằm ở giữa lòng bàn tay. Đây là dấu hiệu của sự thịnh vượng, tài lộc dồi dào, báo hiệu rằng người sở hữu vân này sẽ gặp nhiều may mắn trong tài chính công việc thuận lợi tiền bạc không ngừng chảy về theo tướng số người có vân tài lộc trong lòng bàn tay thường là người có số mệnh giàu sang dễ dàng kiếm được nhiều tiền và giữ được của cải họ có khả năng quản lý tài chính tốt biết cách đầu tư và sinh lời đồng thời cũng gặp nhiều cơ hội lớn trong công việc nếu bạn nhận thấy lòng bàn tay mình có những vân tài lộc đặc biệt này hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những cơ hội tài chính lớn đang đến với mình. Thực tế, những người có vân tài lộc trên tay thường rất nhạy bén trong việc nhận diện cơ hội, họ không bỏ lỡ những thời cơ tốt và luôn biết cách tận dụng tối đa mọi nguồn lực để đạt được thành công. Những đường vân tài lộc này còn biểu thị cho sự kiên trì, quyết tâm và lòng đam mê, những yếu tố không thể thiếu trong con đường dẫn đến sự giàu có và thịnh vượng. 2. Mũi cao, đầu mũi tròn đầy đặn dấu hiệu của sự giàu sang quyền quý mũi được xem là cung tài bạch trong tướng số phản ánh tài vận và sự giàu có của một người người có mũi cao đầu mũi tròn đầy đặn thường là những người có phúc khí số mệnh giàu sang dễ dàng đạt được thành công trong sự nghiệp và cuộc sống đặc biệt đầu mũi tròn đầy còn biểu thị cho khả năng tích lũy của cải người sở hữu đặc điểm này thường có cuộc sống an nhàn không phải lo lắng về tiền bạc người xưa thường nói nhìn mũi đoán vận mệnh và điều này không phải không có cơ sở mũi cao đầu mũi tròn đầy là dấu hiệu của sự thông minh quyết đoán và khả năng lãnh đạo giúp người sở hữu dễ dàng đạt được vị trí cao trong xã hội thu hút tài lộc và trở nên giàu có nếu bạn có đặc điểm này hãy tự tin rằng mình đang sở hữu một trong những dấu hiệu của sự giàu sang phú quý mũi không chỉ là trung tâm của khuôn mặt mà còn là trung tâm của tài vận theo phong thủy một chiếc mũi đẹp không chỉ mang lại sự tự tin mà còn là dấu hiệu của sự hanh thông trong mọi lĩnh vực những người có mũi cao và đầy đặn thường rất được kính trọng dễ dàng thu hút sự tin tưởng từ người khác và đây chính là yếu tố giúp họ đạt được thành công vượt bậc trong cuộc sống ba lông mày dày dài và đen thể hiện sự giàu sang cuộc sống sung túc lông mày không chỉ là một bộ phận thẩm mỹ trên khuôn mặt mà còn mang ý nghĩa phong thủy quan trọng người có lông mày dày dài và đen thường là người có phúc khí cuộc sống sung túc giàu có lông mày dày và đen biểu thị cho sự trường thọ sức khỏe tốt đồng thời cũng là dấu hiệu của trí tuệ sự thông minh và khả năng quản lý tài chính xuất sắc theo phong thủy lông mày dày và đen còn cho thấy người này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống được nhiều quý nhân giúp đỡ công việc suôn sẻ tài lộc dồi dào họ thường có cuộc sống hạnh phúc an nhàn không phải lo lắng về vật chất và con đường sự nghiệp cũng luôn thuận lợi nếu bạn sở hữu đôi lông mày dày dài và đen hãy yên tâm rằng mình đang có một dấu hiệu tốt cho sự giàu sang phú quý trong tương lai lông mày dày và đen không chỉ là biểu hiện của sự khỏe mạnh và quyền lực mà còn là một dấu hiệu phong thủy mạnh mẽ cho thấy bạn đang có một cuộc sống ổn định an yên những người có lông mày như vậy thường rất nhạy cảm với môi trường xung quanh, họ biết cách tận dụng cơ hội và luôn có quý nhân phù trợ, giúp họ vượt qua mọi khó khăn một cách dễ dàng. 4. Môi đỏ, miệng đầy đặn, dấu hiệu của sự thịnh vượng và tài lộc. Môi đỏ, miệng đầy đặn là một trong những dấu hiệu rõ ràng của người có số mệnh giàu sang, thịnh vượng. Môi đỏ tươi không chỉ biểu hiện cho sức khỏe tốt mà còn là dấu hiệu của sự may mắn, tài lộc người có đôi môi đầy đặn thường được coi là người hào phóng dễ thu hút tài lộc gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống theo tướng số người có đôi môi đầy đặn còn là người có khả năng giao tiếp tốt biết cách thuyết phục và tạo dựng các mối quan hệ xã hội từ đó thu hút được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và tích lũy của cải đây là một trong những dấu hiệu quan trọng cho thấy bạn sắp sửa bước vào giai đoạn thịnh vượng tài lộc dồi dào Đôi môi đỏ và miệng đầy đặn còn là dấu hiệu của sự quyến rũ và sức hút tự nhiên Những người có đôi môi như vậy thường rất được người khác yêu mến Dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp Từ đó mở ra nhiều cơ hội kinh doanh và hợp tác lớn Họ thường có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, hòa thuận và không ngừng gia tăng của cải Năm tai to, giái tai dài, phúc khí đầy đủ, cuộc sống giàu sang, an nhàn tai được xem là cung phúc lộc trong tướng số, và người có tai to, giái tai dài thường được coi là người có phúc khí, cuộc sống an nhàn, giàu có. Giái tai dài biểu thị cho sự thịnh vượng, người sở hữu đặc điểm này thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc thuận lợi và tài chính dồi dào. Đây cũng là dấu hiệu của sự trường thọ, sức khỏe tốt và cuộc sống hạnh phúc. Theo phong thủy, tai to và giái tai dài còn cho thấy người này có khả năng quản lý tài chính tốt, biết cách tích lũy của cải và luôn gặp được những cơ hội lớn trong cuộc sống. Nếu bạn sở hữu đặc điểm này, hãy yên tâm rằng mình đang có một dấu hiệu tốt cho sự giàu sang, phú quý trong tương lai. Ngoài ra, giái tai dài còn là biểu hiện của sự kiên nhẫn và trí tuệ. Những người có đặc điểm này thường rất điềm tĩnh, biết lắng nghe và phân tích tình huống một cách sâu sắc trước khi đưa ra quyết định. Đây chính là yếu tố giúp họ thành công trong cuộc sống đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến kinh doanh và đầu tư. 6. Đôi mắt sáng, lấp lánh biểu hiện của trí tuệ, sự thông minh và tài lộc. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và trong phong thủy, đôi mắt sáng, lấp lánh là biểu hiện của trí tuệ, sự thông minh và khả năng lãnh đạo. Người có đôi mắt sáng thường là người có tầm nhìn xa, biết cách đánh giá và nắm bắt cơ hội, từ đó đạt được thành công và tài lộc dồi dào theo tướng số đôi mắt sáng còn là dấu hiệu của người có vận mệnh giàu sang dễ dàng đạt được vị trí cao trong xã hội và thu hút tài lộc đôi mắt sáng lấp lánh cũng biểu hiện cho sự tin anh nhanh nhẹn giúp người sở hữu dễ dàng vượt qua mọi khó khăn thử thách và đạt được những mục tiêu lớn trong cuộc sống nếu bạn có đôi mắt sáng hãy tin rằng mình đang sở hữu một trong những dấu hiệu của sự thịnh vượng và thành công đôi mắt sáng không chỉ phản ánh trí tuệ mà còn là biểu hiện của sức sống mãnh liệt và tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ những người có đôi mắt sáng thường rất sáng tạo biết cách nghĩ ra những ý tưởng mới mẻ và đột phá giúp họ luôn dẫn đầu trong mọi lĩnh vực đôi mắt sáng cũng là dấu hiệu của sự hấp dẫn lôi cuốn thu hút được sự chú ý và yêu mến từ những người xung quanh những dấu hiệu phong thủy mà chúng ta vừa tìm hiểu không chỉ mang lại sự thịnh vượng cho gia chủ mà còn là dấu hiệu của một cuộc sống hạnh phúc an lành nơi con cháu được hưởng phúc lộc đến ba đời nếu bạn sở hữu những dấu hiệu này hãy trân trọng và giữ gìn bởi đó chính là báu vật mà không phải ai cũng may mắn sở hữu hãy luôn chăm sóc bảo vệ cơ thể của mình bởi nó không chỉ là tài sản quý giá mà còn là nơi tích tụ năng lượng tốt mang lại sự thịnh vượng may mắn và hạnh phúc những dấu hiệu trời ban này là biểu hiện của một cuộc sống tốt đẹp đang chờ đợi bạn phía trước hãy đón nhận nó với lòng biết ơn và trân trọng đừng quên rằng bên cạnh những dấu hiệu này sự nỗ lực và quyết tâm của bản thân cũng là yếu tố quan trọng không kém để bạn đạt được thành công và hạnh phúc trong cuộc sống năm cây trong nhà trồng càng lâu năm lại càng nhiều lộc càng lâu năm lại càng giàu có thu hút tiền của về cho gia đình tuyệt đối cấm chặt kẻo mất hết lộc trong phong thủy và sự lựa chọn cây trồng cho ngôi nhà của bạn trong nhiều năm qua người xưa đã truyền lại nhiều bí quyết để thu hút tài lộc và vận may vào ngôi nhà một trong những bí quyết đó chính là việc trồng các loại cây mang lại may mắn và thịnh vượng đặc biệt có một số loại cây nếu được trồng càng lâu năm thì lại càng mang đến nhiều tài lộc và may mắn cho gia đình trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu năm loại cây có thể giúp gia đình bạn gia tăng tài lộc và phát tài đồng thời cũng sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không nên chặt bỏ những cây này để tránh mất hết lộc một cây vú sữa cây vú sữa không chỉ nổi bật với những trái cây thơm ngon và bổ dưỡng mà còn được coi là biểu tượng của sự thịnh vượng trong phong thủy trồng cây vú sữa trong nhà không chỉ giúp tạo ra một không gian xanh mát mà còn thu hút tài lộc và may mắn những cây vú sữa càng lâu năm sẽ càng cho nhiều trái và mang lại nguồn tài chính ổn định cho gia đình. Điều quan trọng là bạn không nên chặt bỏ cây vú sữa, vì việc làm này có thể khiến gia đình mất đi nguồn lộc dồi dào mà cây mang lại. Cây vú sữa không chỉ giúp tạo ra một không gian sống xanh và trong lành mà còn là nguồn tài lộc bền vững nếu được chăm sóc đúng cách. Cách chăm sóc để cây vú sữa phát triển tốt hãy đảm bảo rằng cây được trồng ở vị trí có đủ ánh sáng và không bị che khuất tưới nước đều đặn và bón phân định kỳ để cây có đủ dưỡng chất phát triển đặc biệt cần chú ý đến việc kiểm tra và phòng ngừa sâu bệnh để cây luôn khỏe mạnh lợi ích ngoài việc tạo ra một không gian sống xanh mát cây vú sữa còn giúp cải thiện sức khỏe tinh thần của các thành viên trong gia đình các nghiên cứu cho thấy cây xanh có thể giảm stress và tạo ra một môi trường làm việc và sinh sống thoải mái hơn. Mẹo hữu ích, nếu bạn muốn cây vú sữa ra trái nhiều hơn, hãy đảm bảo cây được cắt tỉa định kỳ để loại bỏ các cành khô và tạo điều kiện cho sự phát triển của các cành mới. Đồng thời, hãy chú ý đến việc tưới nước và bón phân hợp lý để cây có thể phát triển tốt nhất. 2. Cây sung cây sung là một trong những lựa chọn phổ biến trong các gia đình với mong muốn thu hút tài lộc và phát tài cây sung không chỉ dễ trồng mà còn có khả năng sinh trưởng mạnh mẽ mang lại sự bền bỉ và ổn định cho gia đình theo phong thủy cây sung mang ý nghĩa của sự may mắn và sự thịnh vượng trồng cây sung trong nhà có thể giúp gia đình cải thiện tình hình tài chính và gặp nhiều may mắn trong công việc cây sung càng lâu năm càng có giá trị vì vậy hãy chăm sóc và giữ lại cây để tận hưởng những lợi ích tài lộc mà nó mang lại đừng bao giờ chặt bỏ cây sung vì điều này có thể khiến gia đình bạn mất đi một nguồn tài lộc quý giá cách chăm sóc cây sung cần được trồng ở nơi có ánh sáng đầy đủ và đất ẩm nhưng thoát nước tốt tưới nước thường xuyên đặc biệt trong mùa khô và bón phân hữu cơ để cây có đủ dinh dưỡng phát triển cây sung cũng cần được cắt tỉa định kỳ để duy trì hình dạng đẹp và khuyến khích sự ra hoa lợi ích cây sung không chỉ mang lại vẻ đẹp cho không gian sống mà còn giúp gia đình cảm thấy an tâm và tự tin hơn trong công việc sự hiện diện của cây sung có thể làm tăng cường năng lượng tích cực và tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển tài lộc mẹo hữu ích để cây sung luôn khỏe mạnh và ra trái đều đặn Hãy thường xuyên kiểm tra tình trạng của cây và điều chỉnh chế độ chăm sóc nếu cần thiết. Cũng nên lưu ý đến việc phòng ngừa sâu bệnh để giữ cho cây luôn trong tình trạng tốt nhất. 3. Cây lựu đỏ Cây lựu đỏ, với những trái lựu đỏ mộng và đẹp mắt, không chỉ làm cho không gian sống thêm phần sinh động mà còn mang đến sự thịnh vượng và may mắn cho gia đình. Trong phong thủy, cây lựu đỏ được coi là biểu tượng của sự giàu sang và hạnh phúc. Cây lựu đỏ có thể giúp cải thiện tài chính và mang lại những cơ hội mới trong cuộc sống. Khi cây lựu đỏ được trồng lâu năm, nó sẽ càng thể hiện rõ sự thịnh vượng và hưng thịnh. Việc chặt bỏ cây lựu đỏ có thể khiến bạn mất đi nguồn lộc dồi dào mà cây mang lại. Vì vậy, hãy giữ lại cây lựu đỏ trong nhà và chăm sóc nó để tiếp tục thu hút tài lộc và may mắn. Cách chăm sóc cây lựu đỏ cần được trồng ở nơi có ánh sáng mặt trời trực tiếp và đất có khả năng thoát nước tốt tưới nước đều đặn và bón phân hữu cơ vào mùa xuân và mùa hè để cây phát triển khỏe mạnh cũng cần chú ý đến việc cắt tỉa cây để giữ cho cây có hình dạng đẹp và kích thích sự ra hoa lợi ích cây lựu đỏ không chỉ giúp tạo ra một không gian sống đẹp mắt mà còn có thể giúp gia đình đón nhận nhiều cơ hội tài chính và may mắn sự hiện diện của cây lựu đỏ cũng có thể làm tăng cường sự tự tin và tạo ra một môi trường tích cực trong gia đình. Mẹo hữu ích, để cây lựu đỏ ra trái đều đặn, hãy đảm bảo rằng cây được cung cấp đủ ánh sáng và dinh dưỡng. Nếu cây gặp vấn đề về sâu bệnh, hãy xử lý kịp thời để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của cây. 4. Cây khế. Cây khế là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai mong muốn thu hút tài lộc và may mắn vào ngôi nhà của mình. Cây khế không chỉ dễ chăm sóc mà còn có khả năng cho trái đều đặn và chất lượng. Trong phong thủy, cây khế được coi là biểu tượng của sự phát tài và thịnh vượng. Trồng cây khế trong nhà có thể giúp gia đình tăng cường sự thịnh vượng và cải thiện tình hình tài chính. Cây khế càng lâu năm sẽ càng mang lại nhiều lợi ích tài chính và may mắn. Hãy lưu ý không nên chặt bỏ cây khế để tránh mất đi nguồn lộc quý giá mà nó mang lại cho gia đình bạn. Cách chăm sóc cây khế cần được trồng ở nơi có ánh sáng đầy đủ và đất ẩm nhưng thoát nước tốt tưới nước thường xuyên đặc biệt trong mùa khô và bón phân hữu cơ định kỳ để cây có đủ dinh dưỡng phát triển cây khế cũng cần được cắt tỉa định kỳ để duy trì hình dạng đẹp và khuyến khích sự ra hoa lợi ích cây khế không chỉ mang lại vẻ đẹp cho không gian sống mà còn giúp gia đình cảm thấy an tâm và hạnh phúc hơn sự hiện diện của cây khế có thể làm tăng cường năng lượng tích cực và tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển tài lộc. Mẹo hữu ích, để cây khế phát triển tốt, hãy thường xuyên kiểm tra tình trạng của cây và điều chỉnh chế độ chăm sóc nếu cần thiết. Cũng nên lưu ý đến việc phòng ngừa sâu bệnh để giữ cho cây luôn trong tình trạng tốt nhất. 5. Cây hoa mai. Cây hoa mai với những bông hoa nở rộ và sắc vàng rực rỡ không chỉ mang lại vẻ đẹp cho không gian sống mà còn là biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn. Trong phong thủy, cây hoa mai thường được trồng để thu hút tài lộc và vận may. Cây hoa mai càng lâu năm càng thể hiện rõ sự thịnh vượng và phát tài. Việc chặt bỏ cây hoa mai có thể khiến gia đình bạn mất đi một nguồn lộc quý giá và sự thịnh vượng mà cây mang lại. Vì vậy, hãy chăm sóc và giữ lại cây hoa mai để tiếp tục nhận được những lợi ích tài lộc và may mắn cách chăm sóc cây hoa mai cần được trồng ở nơi có ánh sáng đầy đủ và đất thoát nước tốt tưới nước đều đặn và bón phân hữu cơ vào mùa xuân và mùa hè để cây phát triển khỏe mạnh cũng cần chú ý đến việc cắt tỉa cây để giữ cho cây có hình dạng đẹp và kích thích sự ra hoa lợi ích cây hoa mai không chỉ giúp tạo ra một không gian sống đẹp mắt mà còn có thể giúp gia đình đón nhận nhiều cơ hội tài chính và may mắn sự hiện diện của cây hoa mai cũng có thể làm tăng cường sự tự tin và tạo ra một môi trường tích cực trong gia đình mẹo hữu ích để cây hoa mai luôn khỏe mạnh và nở hoa đẹp hãy thường xuyên kiểm tra tình trạng của cây và điều chỉnh chế độ chăm sóc nếu cần thiết cũng nên lưu ý đến việc phòng ngừa sâu bệnh để giữ cho cây luôn trong tình trạng tốt nhất trồng cây trong nhà không chỉ mang lại vẻ đẹp cho không gian sống mà còn có ý nghĩa phong thủy quan trọng các cây như cây vú sữa, cây sung, cây lựu đỏ, cây khế và cây hoa mai nếu được trồng và chăm sóc đúng cách sẽ mang lại nhiều tài lộc và may mắn cho gia đình. Những cây này càng lâu năm càng thể hiện rõ sự thịnh vượng và hưng thịnh. Đừng bao giờ chặt bỏ những cây này, vì điều này có thể khiến gia đình bạn mất đi nguồn lộc quý giá và ảnh hưởng đến tình hình tài chính và may mắn. Năm nốt ruồi trên cơ thể, dấu hiệu báo trước số vinh hoa phú quý kính chào quý thính khán giả những nốt ruồi trên cơ thể có thể tiết lộ những điều về vận mệnh và tương lai của chúng ta theo quan niệm dân gian và các học thuyết phong thủy các nốt ruồi không chỉ là những dấu hiệu bình thường trên da mà còn có thể là những chỉ dẫn về số phận và vận mệnh đặc biệt một số nốt ruồi được xem là dấu hiệu của sự vinh hoa phú quý và thành công trong cuộc sống vậy những nốt ruồi nào trên cơ thể có thể dự đoán tương lai vinh hoa phú quý hãy cùng tìm hiểu và khám phá trong bài viết dưới đây chắc chắn bạn sẽ thấy rằng những nốt ruồi nhỏ bé này có thể ẩn chứa những bí mật lớn về vận mệnh và thành công của bạn trong tương lai một nốt ruồi ở đuôi mắt nốt ruồi nằm ở đuôi mắt gần khu vực thái dương được coi là một dấu hiệu của sự may mắn và thành công đây là một vị trí đặc biệt thường liên quan đến khả năng quan sát và sự khéo léo trong các mối quan hệ xã hội dấu hiệu nốt ruồi ở vị trí này cho thấy bạn là người có tầm nhìn xa trông rộng khéo léo trong các mối quan hệ xã hội và có khả năng thấu hiểu người khác bạn có thể gặp nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp và đạt được thành công sự hiện diện của nốt ruồi ở đuôi mắt cũng cho thấy bạn có khả năng đánh giá tình huống chính xác và biết cách sử dụng thông tin một cách hiệu quả tương lai những người có nốt ruồi ở đuôi mắt thường có vận số tốt trong công việc và tài chính họ có khả năng kiếm tiền và tích lũy tài sản đồng thời duy trì được sự ổn định và hạnh phúc trong cuộc sống gia đình bạn có thể thấy sự thành công trong việc xây dựng sự nghiệp và đạt được những mục tiêu lớn trong công việc nốt ruồi này cũng có thể chỉ ra rằng bạn sẽ được người khác hỗ trợ và giúp đỡ trong các dự án quan trọng lời khuyên để tận dụng tối đa sự may mắn từ nốt ruồi này hãy chú trọng đến việc mở rộng mối quan hệ và duy trì thái độ tích cực trong công việc Tham gia các sự kiện mạng lưới hoặc hội thảo có thể giúp bạn kết nối với những người quan trọng trong ngành của bạn. 2. Nốt ruồi ở trung tâm trán. Nốt ruồi ở trung tâm trán, đặc biệt là giữa hai lông mày, được coi là một dấu hiệu của sự thành công và phú quý. Đây là một vị trí thường liên quan đến trí tuệ và khả năng lãnh đạo. Dấu hiệu, vị trí này cho thấy bạn có khả năng lãnh đạo và quyết đoán bạn thường có trí tuệ sắc sảo và khả năng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả những người này thường đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp và có khả năng tạo dựng tài sản nốt ruồi ở trán cũng có thể chỉ ra rằng bạn có khả năng lập kế hoạch và chiến lược tốt giúp bạn đạt được những mục tiêu lớn trong cuộc sống tương lai với nốt ruồi ở vị trí này bạn có thể gặp may mắn trong các dự án lớn và nhận được sự công nhận từ cấp trên bạn có khả năng tích lũy tài sản và đạt được thành công bền vững trong công việc. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy bạn sẽ có cơ hội lãnh đạo một dự án quan trọng hoặc được giao phó những nhiệm vụ quan trọng trong công việc. Lời khuyên: Để phát huy tối đa sự may mắn từ nốt ruồi này, hãy tập trung vào việc nâng cao kỹ năng lãnh đạo và quản lý. Hãy chủ động trong việc đề xuất các ý tưởng và sáng kiến mới trong công việc của bạn. 3. Nốt ruồi ở cằm nốt ruồi nằm ở cằm đặc biệt là ở chính giữa thường được xem là dấu hiệu của sự giàu có và hạnh phúc vị trí này liên quan đến sự ổn định và khả năng quản lý tài chính dấu hiệu nốt ruồi ở cằm cho thấy bạn là người có tấm lòng rộng rãi và hay giúp đỡ người khác bạn cũng có khả năng quản lý tài chính và tạo ra nguồn thu nhập ổn định Điều này cho thấy bạn có khả năng duy trì sự ổn định trong cuộc sống tài chính và có thể tạo ra những cơ hội làm ăn tốt. Tương lai, những người có nốt ruồi ở cầm thường gặp nhiều may mắn trong việc kiếm tiền và đầu tư. Họ có thể tích lũy tài sản và sống cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Đây là dấu hiệu của sự ổn định về tài chính và sự thành công trong công việc. Bạn có thể thấy sự gia tăng trong thu nhập và có cơ hội đầu tư sinh lời cao. Lời khuyên, để tận dụng sự may mắn từ nốt ruồi này, hãy chú trọng vào việc lập kế hoạch tài chính và đầu tư một cách cẩn thận. Hãy tìm kiếm các cơ hội đầu tư hợp lý và duy trì sự ổn định trong quản lý tài chính cá nhân. 4. Nốt ruồi ở tay. Nốt ruồi trên bàn tay, đặc biệt là ở lòng bàn tay, được coi là dấu hiệu của sự may mắn và tài lộc. Đây là vị trí liên quan đến khả năng thực hiện và thành công trong các dự án. Dấu hiệu nốt ruồi trên tay cho thấy bạn có khả năng thực hiện các dự án lớn và đạt được mục tiêu tài chính bạn cũng có khả năng duy trì các mối quan hệ xã hội tốt và nhận được sự hỗ trợ từ người khác điều này cho thấy bạn có khả năng tạo ra thu nhập từ các dự án và cơ hội mới tương lai những người có nốt ruồi ở tay thường có vận số tốt trong việc kinh doanh và đầu tư họ có thể kiếm được nhiều tiền và duy trì sự ổn định tài chính đây là dấu hiệu của sự thành công và thịnh vượng trong cuộc sống. Bạn có thể thấy sự phát triển trong sự nghiệp và có cơ hội nhận được các hợp đồng lớn hoặc dự án quan trọng. Lời khuyên, để tận dụng tối đa sự may mắn từ nốt ruồi này, hãy chú trọng vào việc phát triển các kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ nghề nghiệp của bạn. Hãy chủ động trong việc tìm kiếm các cơ hội kinh doanh và đầu tư. 5, nốt ruồi ở lưng. Nốt ruồi nằm ở lưng đặc biệt là ở khu vực giữa lưng, là dấu hiệu của sự thành công và sự nghiệp phát đạt. Đây là vị trí thường liên quan đến sự kiên trì và nỗ lực. Dấu hiệu, nốt ruồi ở lưng cho thấy bạn là người kiên trì và quyết tâm. Bạn có khả năng vượt qua khó khăn và đạt được thành công trong công việc nhờ vào sự chăm chỉ và nỗ lực. Điều này cho thấy bạn có khả năng giải quyết các vấn đề lớn và đạt được các mục tiêu quan trọng. Tương lai, những người có nốt ruồi ở lưng thường có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và đạt được các mục tiêu lớn họ có khả năng tạo dựng tài sản và sống một cuộc sống vinh hoa phú quý bạn có thể thấy sự phát triển trong sự nghiệp và có cơ hội nhận được sự công nhận từ cấp trên lời khuyên để tận dụng sự may mắn từ nốt ruồi này hãy duy trì sự kiên trì và chăm chỉ trong công việc của bạn hãy không ngừng nỗ lực và tìm kiếm các cơ hội để phát triển sự nghiệp cách xem và đánh giá nốt ruồi vị trí nốt ruồi ở các vị trí khác nhau có thể mang lại những ý nghĩa khác nhau xem xét vị trí nốt ruồi trên cơ thể để hiểu rõ hơn về vận mệnh của bạn vị trí nốt ruồi trên các phần cơ thể như mặt tay lưng hoặc cằm có thể cung cấp các dấu hiệu khác nhau về tài lộc và thành công hình dáng nốt ruồi có hình dáng đặc biệt hoặc màu sắc khác thường có thể cung cấp thông tin thêm về số phận và vận mệnh của bạn ví dụ nốt ruồi có hình dạng hình tròn hoặc hình dạng không đều có thể mang ý nghĩa khác nhau kích thước kích thước của nốt ruồi cũng có thể ảnh hưởng đến ý nghĩa của nó nốt ruồi lớn thường mang lại những dấu hiệu mạnh mẽ về vận mệnh và thành công trong khi nốt ruồi nhỏ có thể chỉ ra những yếu tố nhỏ hơn màu sắc màu sắc của nốt ruồi có thể cho biết về sức khỏe và tình trạng tài chính của bạn nốt ruồi có màu sáng thường báo hiệu sự may mắn và thành công trong khi nốt ruồi có màu tối có thể yêu cầu chú ý hơn về sức khỏe hoặc các vấn đề tài chính những nốt ruồi trên cơ thể không chỉ là những dấu hiệu tự nhiên mà còn có thể tiết lộ nhiều điều về vận mệnh và tương lai của bạn hãy quan sát và đánh giá các nốt ruồi để hiểu rõ hơn về số phận của mình năm tranh phong thủy thu hút tài lộc vào ngập nhà tiền tài vô biên cứ treo lên là giàu sang sung túc nhà giàu luôn có trong nhà phong thủy là một yếu tố quan trọng không chỉ trong việc bố trí không gian sống mà còn trong việc thu hút tài lộc may mắn cho gia đình trong đó tranh phong thủy đóng một vai trò đặc biệt không chỉ làm đẹp cho ngôi nhà mà còn mang đến những năng lượng tích cực giúp gia chủ thăng tiến trong công việc thu hút tiền tài và giữ gìn hạnh phúc gia đình nhưng để tranh phong thủy thực sự phát huy tác dụng việc lựa chọn và treo tranh đúng cách là vô cùng quan trọng trong video này chúng ta sẽ cùng khám phá năm loại tranh phong thủy được các chuyên gia khuyên dùng đảm bảo sẽ mang lại sự thịnh vượng và phú quý cho gia đình bạn một tranh cửu ngư quần hội tranh cá chép cửu ngư quần hội là bức tranh vẽ chính con cá chép bơi lội dưới dòng nước biểu trưng cho sự kiên trì nỗ lực và thành công cá chép trong phong thủy không chỉ là biểu tượng của sự thăng tiến mà còn đại diện cho sức mạnh và sự dũng cảm khi vượt qua khó khăn hình ảnh chính con cá chép cũng liên quan đến sự may mắn và thịnh vượng bởi số 9 trong văn hóa phương đông được coi là con số của sự trường thọ và vĩnh cửu ngoài ra cá chép còn gắn liền với truyền thuyết cá chép vượt vũ môn hóa trồng thể hiện sự chuyển đổi từ nghèo khó thành giàu sang từ bình thường thành phi thường khi treo bức tranh này trong phòng khách hoặc phòng làm việc không chỉ không gian sống của bạn được tô điểm thêm phần sinh động mà còn thu hút tài lộc đổ về không ngừng gia đình sẽ gặp nhiều may mắn con đường sự nghiệp của bạn sẽ mở rộng với nhiều cơ hội phát triển lưu ý khi treo tranh tranh cửu ngư quần hội nên được treo ở hướng bắc hoặc hướng đông nam của ngôi nhà đây là những hướng đại diện cho yếu tố thủy trong phong thủy giúp thu hút tài lộc và vượng khí đồng thời tăng cường sự hài hòa trong các mối quan hệ gia đình và công việc hai tranh mã đáo thành công hình ảnh những chú ngựa phi nước đại trong tranh mã đáo thành công không chỉ tượng trưng cho sức mạnh dũng khí mà còn mang ý nghĩa về sự thành công và thăng tiến ngựa trong phong thủy là loài vật trung thành mạnh mẽ luôn mang lại cảm giác bền vững và vững chãi đặc biệt trong kinh doanh và công việc ngựa đại diện cho sự thuận lợi suôn sẻ và không ngừng tiến về phía trước bức tranh mã đáo thành công là biểu tượng của những chuyến đi suôn sẻ công việc làm ăn phát đạt và thành công khi treo bức tranh này trong nhà bạn không chỉ kích hoạt năng lượng tích cực mà còn tạo động lực cho các thành viên trong gia đình giúp công việc làm ăn luôn suôn sẻ thuận lợi và không gặp trở ngại đối với những người làm ăn bức tranh này còn có tác dụng thúc đẩy tinh thần chiến đấu giúp vượt qua mọi khó khăn thử thách lưu ý khi treo tranh nên treo tranh mã đáo thành công ở hướng nam hoặc tây bắc Tranh nên hướng vào trong nhà để tượng trưng cho sự thành công và tài lộc đi vào, tránh treo hướng ra ngoài cửa chính vì điều này có thể mang ý nghĩa tiền tài đi ra ngoài, không giữ được sự thịnh vượng. 3. Tranh sơn thủy hữu tình. Sơn thủy hữu tình là một trong những loại tranh phong thủy được ưa chuộng nhất bởi sự kết hợp hài hòa giữa núi non và sông nước. Núi trong tranh đại diện cho sự vững chắc, kiên định là nền tảng cho mọi thành công. Nước đại diện cho dòng chảy của tài lộc sự lưu thông của năng lượng tích cực giúp cuộc sống luôn tràn đầy sinh khí và sự tươi mới khi treo tranh sơn thủy hữu tình trong nhà không chỉ mang lại vẻ đẹp tự nhiên mà còn giúp cân bằng năng lượng tạo điều kiện thuận lợi cho tài lộc và may mắn chảy vào gia đình bức tranh này phù hợp với nhiều không gian khác nhau từ phòng khách phòng làm việc cho đến phòng ngủ mang lại cảm giác thư thái bình yên và thuận lợi trong mọi việc lưu ý khi treo tranh Tranh nên được treo ở phòng khách hoặc phòng làm việc. Hướng núi nên đặt sau lưng người ngồi để tạo cảm giác vững chãi, hỗ trợ cho sự nghiệp. Nước nên chảy vào trong nhà để tiền tài không bị hao hụt, giúp gia đình luôn trong trạng thái đủ đầy, thịnh vượng. 4. Tranh hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn được mệnh danh là quốc sắc thiên hương, biểu tượng cho sự giàu sang, phú quý và vẻ đẹp hoàn hảo. Trong phong thủy, hoa mẫu đơn không chỉ mang lại tài lộc mà còn giúp kích hoạt vận đào hoa thu hút tình yêu và hạnh phúc với sự kiều diễm và rực rỡ hoa mẫu đơn được xem như một bảo vật phong thủy mang đến sự viên mãn trong cả sự nghiệp lẫn tình cảm bức tranh hoa mẫu đơn thường được treo trong phòng khách hoặc phòng ngủ để kích hoạt vận may trong tình duyên và tăng cường tài lộc cho gia đình đối với những người đang tìm kiếm tình yêu hoặc muốn cải thiện mối quan hệ tình cảm treo tranh hoa mẫu đơn là một cách hiệu quả để thúc đẩy năng lượng tích cực trong tình yêu mang lại sự ấm áp và gắn kết trong gia đình lưu ý khi treo tranh tranh hoa mẫu đơn nên treo ở hướng nam hoặc tây nam của ngôi nhà đây là những hướng đại diện cho yếu tố hỏa và thổ trong phong thủy giúp tăng cường sự thịnh vượng tình yêu và may mắn cho gia đình năm tranh thuận buồn xuôi gió thuận buồm xuôi gió là bức tranh vẽ cảnh một con thuyền buồm đang căng gió, nước sóng ra khơi. Bức tranh này tượng trưng cho sự thuận lợi, suôn sẻ trong công việc và cuộc sống. Đặc biệt, đối với những người làm kinh doanh, bức tranh này là một biểu tượng của sự thành công, giúp công việc làm ăn phát triển mạnh mẽ, không gặp trở ngại. Hình ảnh con thuyền buồm căng gió mang lại cảm giác tự do, thanh thoát, biểu tượng cho một hành trình thuận lợi và thành công đây cũng là lời chúc tốt đẹp mong muốn những điều tốt lành sẽ đến với người sở hữu khi treo tranh này trong nhà bạn không chỉ thu hút được tài lộc mà còn tạo ra một không gian sống đầy năng lượng thúc đẩy tinh thần và khả năng sáng tạo lưu ý khi treo tranh nên treo tranh ở phòng làm việc hoặc phòng khách hướng con thuyền vào trong nhà để tượng trưng cho sự mang lại tài lộc tránh để hướng ra ngoài vì điều này có thể làm tiền tài bị thất thoát khiến tài lộc không được giữ lại những bức tranh phong thủy không chỉ giúp trang trí không gian sống mà còn mang lại tài lộc may mắn và sự thịnh vượng cho gia chủ với năm loại tranh phong thủy mà tôi vừa chia sẻ bạn có thể lựa chọn bức tranh phù hợp với ngôi nhà và mục tiêu của mình để thu hút tài lộc giữ vững sự thịnh vượng và đảm bảo hạnh phúc cho gia đình đừng quên vị trí và cách treo tranh cũng rất quan trọng hãy chú ý để tranh phát huy tối đa tác dụng phong thủy của nó hãy thử ngay và cảm nhận sự khác biệt mà phong thủy mang lại cho ngôi nhà của bạn những bức tranh này không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn giúp gia chủ phát triển tài vận sự nghiệp và cuộc sống gia đình khi biết cách tận dụng năng lượng phong thủy từ các bức tranh này bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực tài lộc tăng lên may mắn liên tục đến với gia đình trong thế giới phong thủy và tử vi Số mệnh của mỗi người không phải là một điều ngẫu nhiên mà thường được dự đoán dựa trên ngày tháng năm sinh, các yếu tố chiêm tinh học và các con giáp. Đặc biệt, đối với phụ nữ, có những con giáp mang trong mình vận mệnh đặc biệt, được trời định sẵn để hưởng cuộc sống sung túc, hạnh phúc và an nhàn. Họ không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn có một cuộc sống gia đình hòa thuận, con cái hiếu thảo và tình cảm vững bậc. Những người phụ nữ thuộc các con giáp này thường có một cuộc sống đầy đủ, sung túc và hạnh phúc. Số mệnh của họ được trời định sẵn để hưởng phước và thịnh vượng, và điều này rõ ràng thể hiện qua cách họ sống và những gì họ đạt được trong cuộc sống. Dưới đây là 6 con giáp mà phụ nữ thuộc về chúng được dự đoán sẽ có cuộc đời sung túc và hạnh phúc, không chỉ trong hiện tại mà còn trong tương lai. 1. Phụ nữ tuổi hợi. Phụ nữ tuổi hợi thường được trời ban cho một cuộc sống hạnh phúc và an nhàn. Họ có tính cách hiền hòa, nhân hậu và rất chân thành trong cuộc sống những người phụ nữ này dễ dàng đạt được thành công trong sự nghiệp và tạo dựng được một gia đình êm ấm họ thường rất chăm chỉ kiên nhẫn và có khả năng chăm sóc gia đình tốt từ đó xây dựng được một tổ ấm vững bật và được mọi người yêu quý càng về già tuổi hợi càng thể hiện sự sung túc thịnh vượng và niềm hạnh phúc tràn đầy phụ nữ tuổi hợi thường có tài năng tự nhiên trong việc quản lý công việc và gia đình điều này giúp họ duy trì được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Họ cũng có khả năng thu hút những mối quan hệ tích cực và có lợi, giúp họ mở rộng cơ hội trong sự nghiệp và cuộc sống. 2. Phụ nữ tuổi mùi Những phụ nữ thuộc tuổi mùi thường có tâm hồn nhạy cảm và tốt bụng. Họ rất biết cách chăm sóc bản thân và gia đình, vì vậy mà cuộc sống của họ luôn bình yên và hạnh phúc. Phụ nữ tuổi Mùi thường đạt được thành công lớn trong sự nghiệp và có sự ổn định tài chính vững chắc. Họ không chỉ thành công mà còn duy trì một gia đình hòa thuận, hạnh phúc với các con cái hiếu thảo và cuộc sống gia đình êm ấm. Tuổi Mùi thường có một cuộc sống sung túc và vui vẻ, đặc biệt là khi họ trưởng thành. Họ biết cách đối mặt với khó khăn bằng sự kiên nhẫn và lòng yêu thương, điều này giúp họ vượt qua mọi thử thách và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cho chính mình và gia đình. 3. Phụ nữ tuổi dần. Phụ nữ tuổi dần nổi bật với sự mạnh mẽ và quyết đoán. Họ không ngại khó khăn, thử thách và luôn nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu. Sự chăm chỉ và kiên định của họ giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Họ cũng biết cách tạo dựng một gia đình hạnh phúc và ổn định với những đứa con hiếu thảo và một môi trường gia đình ấm cúng. Càng về già, Phụ nữ tuổi dần càng thể hiện rõ nét sự thịnh vượng và hạnh phúc trong cuộc sống. Họ thường được yêu mến và kính trọng vì sự cống hiến và khả năng lãnh đạo của mình. Phụ nữ tuổi dần có khả năng truyền cảm hứng cho những người xung quanh và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, điều này tạo nên một mạng lưới hỗ trợ mạnh mẽ trong cuộc sống. 4. Phụ nữ tuổi ngọ. Phụ nữ tuổi ngọ nổi tiếng với tính cách cởi mở và hòa đồng. Họ rất thông minh và nhanh nhẹn điều này giúp họ dễ dàng đạt được thành công trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống gia đình họ có khả năng quản lý tài chính tốt và biết cách duy trì một gia đình hạnh phúc tuổi ngọ thường sống trong sự thịnh vượng tài lộc và hạnh phúc họ luôn có một cuộc sống gia đình đầy đủ và con cái hiếu thảo phụ nữ tuổi ngọ có năng lực lãnh đạo bẩm sinh và sự sáng tạo trong công việc giúp họ dễ dàng vượt qua các trở ngại và tìm ra những giải pháp hiệu quả họ cũng rất khéo léo trong việc duy trì các mối quan hệ và xây dựng một môi trường sống tích cực và hạnh phúc năm phụ nữ tuổi tý phụ nữ tuổi tý thường là những người thông minh nhanh nhẹn và có khả năng quản lý tài chính tốt họ rất chăm chỉ trong công việc và có khả năng tạo dựng sự nghiệp vững chắc trong gia đình họ là những người mẹ hiền vợ đảm luôn biết cách chăm sóc và yêu thương các thành viên trong gia đình Phụ nữ tuổi Tý có một cuộc sống ổn định và hạnh phúc, với tài lộc dồi dào và các con cái hiếu thảo. Họ có khả năng lên kế hoạch tốt và thường biết cách đầu tư hợp lý để đảm bảo sự ổn định tài chính. Họ cũng có khả năng giải quyết xung đột một cách khéo léo và duy trì một không khí hòa hợp trong gia đình. 6. Phụ nữ tuổi Thìn. Phụ nữ tuổi Thìn thường có khí chất đặc biệt và một sức mạnh nội tâm phi thường họ là những người quyết đoán và có khả năng lãnh đạo tốt điều này giúp họ đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp họ cũng rất biết cách duy trì một gia đình êm ấm hòa thuận với sự khéo léo và trí tuệ của mình phụ nữ tuổi thìn có thể tạo dựng một cuộc sống thịnh vượng và hạnh phúc với sự ổn định tài chính và các con cái hiếu thảo họ thường có khả năng nhìn xa trông rộng và điều này giúp họ đưa ra những quyết định sáng suốt trong cuộc sống Phụ nữ tuổi thìn có một năng lượng tích cực và sự tự tin, điều này tạo ra một ảnh hưởng mạnh mẽ đến những người xung quanh và góp phần vào thành công chung của họ. Những phụ nữ thuộc các con giáp này không chỉ có khả năng đạt được thành công trong sự nghiệp mà còn xây dựng một gia đình hòa thuận và hạnh phúc. Số mệnh của họ được định sẵn để hưởng phước và thịnh vượng, và điều này thể hiện qua cách họ sống và những gì họ đạt được trong cuộc sống họ không chỉ là những người tài giỏi và chăm chỉ mà còn là những người có trái tim nhân hậu và khả năng duy trì các mối quan hệ tốt đẹp chính những phẩm chất này giúp họ có một cuộc sống sung túc hạnh phúc và viên mãn đột nhiên sáu con vật này đến nhà dấu hiệu may mắn hơn cả trúng số nhà phát lộc lớn phất lên giàu có khó ai bằng con cháu hưởng ba đời chắc hẳn bạn đã từng nghe nói về những điềm báo may mắn thông qua các sự kiện hoặc dấu hiệu trong cuộc sống hàng ngày một trong những hiện tượng thú vị và đặc biệt liên quan đến phong thủy là khi bất chợt thấy một số loài vật đến nhà. Theo quan niệm phong thủy và tín ngưỡng dân gian, sự xuất hiện của những loài vật này có thể mang đến những điềm báo cực kỳ tích cực, hơn cả việc trúng số. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ khám phá 6 con vật đặc biệt khi xuất hiện tại nhà bạn, không chỉ báo hiệu sự phát tài mà còn mở ra cánh cửa thịnh vượng cho cả gia đình và thế hệ sau. Hãy cùng theo dõi để biết những con vật nào và ý nghĩa phong thủy của chúng là gì. 1. Chim sẻ. Chim sẻ là một loài vật thường xuyên xuất hiện xung quanh chúng ta và thường được coi là biểu tượng của sự hạnh phúc và may mắn. Theo phong thủy, khi đột nhiên thấy chim sẻ đến nhà, đó là dấu hiệu của sự tài lộc và phúc khí. Chim sẻ thường mang đến tin vui và cơ hội tốt, giúp gia chủ đạt được thành công và thịnh vượng trong cuộc sống. Sự xuất hiện của chim sẽ có thể báo hiệu rằng bạn sắp nhận được một khoản tiền lớn hoặc cơ hội làm ăn thuận lợi. Hơn nữa, chim sẽ được biết đến với khả năng gắn kết và tạo sự hài hòa trong gia đình, vì vậy sự may mắn này không chỉ có lợi cho bạn mà còn kéo dài lâu dài cho cả gia đình và con cháu. Lưu ý phong thủy, để tận dụng tối đa nguồn năng lượng tích cực mà chim sẽ mang lại, hãy giữ cho không gian xung quanh luôn sạch sẽ và thông thoáng. Đặc biệt không nên đuổi chim sẽ đi nếu chúng vô tình vào nhà, vì điều này có thể ảnh hưởng đến sự may mắn mà chúng mang lại. 2. Mèo trắng. Mèo trắng là một biểu tượng của sự tinh khiết và may mắn trong phong thủy. Khi một con mèo trắng đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà bạn, đó là dấu hiệu của sự chuyển biến tích cực trong tài chính và cuộc sống. Mèo trắng có khả năng thu hút năng lượng tích cực và xua đuổi những điều không may mắn sự hiện diện của mèo trắng có thể đồng nghĩa với việc tài lộc sẽ chảy vào nhà bạn một cách đều đặn mang đến sự thịnh vượng và hạnh phúc cho gia đình bạn đặc biệt mèo trắng còn có thể giúp giải quyết các vấn đề tài chính và tạo ra cơ hội mới cho sự phát triển trong công việc và kinh doanh lưu ý phong thủy hãy đảm bảo rằng không gian xung quanh mèo trắng luôn sạch sẽ và gọn gàng đặt một bát nước sạch và thực phẩm cho mèo trắng nếu chúng đến gần nhà bạn vì đây là cách thể hiện lòng hiếu khách và tạo điều kiện tốt nhất cho sự may mắn. 3. Đại bàng. Đại bàng là biểu tượng của sức mạnh và thành công. Khi một con đại bàng xuất hiện hoặc được nhìn thấy gần nhà bạn, đó là dấu hiệu của sự thịnh vượng sắp đến. Đại bàng tượng trưng cho sự tự do, quyền lực và sự chuyển biến mạnh mẽ trong cuộc sống. Sự hiện diện của đại bàng có thể báo hiệu rằng bạn sắp nhận được cơ hội lớn trong công việc hoặc đầu tư. Điều này không chỉ mang đến sự gia tăng tài lộc mà còn mở ra cánh cửa cho sự phát triển và thịnh vượng lâu dài cho bạn và gia đình. Lưu ý phong thủy, khi đại bàng xuất hiện, hãy chú ý đến các cơ hội mới và sẵn sàng nắm bắt chúng. Cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng trong các quyết định đầu tư hoặc thay đổi lớn trong cuộc sống, vì đại bàng thường liên quan đến những bước chuyển mình quan trọng và tiềm năng thành công lớn. 4. Bướng vàng bướm vàng là một biểu tượng của sự biến đổi và thành công khi một con bướm vàng đến nhà bạn điều đó có thể báo hiệu sự thay đổi tích cực trong tình hình tài chính và cuộc sống của bạn bướm vàng mang đến sự tươi mới và cơ hội phát triển mới giúp gia chủ thu hút tài lộc và thịnh vượng sự xuất hiện của bướm vàng có thể đồng nghĩa với việc bạn sắp đạt được mục tiêu lớn hoặc nhận được một khoản tiền lớn bướm vàng cũng có thể mang lại niềm vui và sự hạnh phúc cho gia đình bạn đồng thời thúc đẩy sự sáng tạo và năng suất trong công việc. Lưu ý phong thủy, để tận hưởng sự may mắn mà bướm vàng mang lại, hãy đón nhận sự thay đổi và biến đổi trong cuộc sống một cách tích cực. Sử dụng năng lượng của bướm vàng để thúc đẩy các dự án cá nhân và nghề nghiệp của bạn. 5. Chó hoang. Chó hoang, dù thường được coi là biểu tượng của sự hoang dã, nhưng trong phong thủy sự xuất hiện của chó hoang có thể mang đến những dấu hiệu của sự thịnh vượng và may mắn bất ngờ khi một con chó hoang đến gần nhà bạn điều này có thể là dấu hiệu của sự giúp đỡ từ những người không ngờ tới hoặc sự thay đổi tích cực trong tình hình tài chính chó hoang cũng có thể biểu thị sự cải thiện trong các mối quan hệ cá nhân và công việc mở ra cơ hội mới cho sự thành công và phát triển sự xuất hiện của chó hoang thường liên quan đến những cơ hội bất ngờ và sự hỗ trợ từ những nguồn không mong đợi. Lưu ý phong thủy, hãy mở lòng và đón nhận sự giúp đỡ từ những nguồn không ngờ tới. Sự xuất hiện của chó hoang có thể là dấu hiệu của sự hỗ trợ và cơ hội mới trong cuộc sống, vì vậy hãy tận dụng các cơ hội và làm việc để cải thiện các mối quan hệ và tình hình tài chính của bạn. 6, chuột xám. Chuột xám là một con vật thường bị xem nhẹ, nhưng theo phong thủy sự xuất hiện của chuột xám có thể mang đến những điềm báo tích cực không ngờ khi một con chuột xám bất chợt xuất hiện điều đó có thể báo hiệu sự cải thiện đáng kể trong tài chính và cơ hội lớn sắp đến chuột xám có thể tượng trưng cho sự tài lộc và thành công giúp gia chủ thu hút nguồn tiền và cơ hội mới sự xuất hiện của chuột xám có thể là dấu hiệu của sự phát đạt trong công việc hoặc đầu tư đồng thời mang đến sự phát triển và thịnh vượng lâu dài cho gia đình lưu ý phong thủy khi chuột xám xuất hiện hãy chú ý đến các cơ hội tài chính và đầu tư có thể đến đừng bỏ qua những chi tiết nhỏ trong cuộc sống và công việc vì chúng có thể dẫn đến sự thành công và thịnh vượng lớn những loài vật này không chỉ mang lại những dấu hiệu tích cực mà còn giúp mở ra cánh cửa tài lộc và thịnh vượng cho gia đình bạn khi đột nhiên thấy một trong số những con vật này xuất hiện hãy vui mừng và đón nhận sự may mắn mà chúng mang lại đây là thời điểm tốt để tận dụng cơ hội và đón nhận tài lộc sự phát triển và thành công trong cuộc sống sáu vật phong thủy trong nhà thu hút tài lộc để càng lâu năm lại càng cực giàu đừng dạy bỏ đi thay mới kẻo mất sạch tài lộc trong thế giới phong thủy những vật phẩm không chỉ có giá trị về mặt thẩm mỹ mà còn mang đến những ảnh hưởng tích cực cho tài lộc và vận may của gia đình. Đặc biệt, có những vật phẩm phong thủy càng để lâu năm càng phát huy tác dụng, thu hút tài lộc và sự thịnh vượng. Tuy nhiên, nhiều người có thói quen thay mới những vật phẩm này khi chúng có dấu hiệu cũ kỹ mà không biết rằng làm như vậy có thể làm mất đi nguồn tài lộc quý giá. Trong video này, chúng ta sẽ cùng khám phá 6 vật phong thủy đặc biệt để lâu năm lại càng mang lại sự giàu có và may mắn cho gia chủ. Đừng vội vàng thay mới nếu không muốn đánh mất những lợi ích phong thủy mà chúng mang lại. Một bức tranh cửu ngư quyền Bức tranh cửu ngư quyền là một trong những vật phẩm phong thủy rất được ưa chuộng để thu hút tài lộc. Tranh này thường mô tả chính con cá chép bơi lội trong một hồ nước, tượng trưng cho sự dư giả, thịnh vượng và phát tài. Theo phong thủy, bức tranh này có thể mang lại sự ổn định và tăng trưởng trong tài chính đặc biệt khi để bức tranh này càng lâu nó càng thể hiện sự ổn định và bền vững trong tài lộc từ xa xưa cá chép đã được xem là biểu tượng của sự thành công và thịnh vượng với truyền thuyết nổi tiếng về cá chép vượt vũ môn hóa rồng điều này không chỉ phản ánh khả năng vượt qua khó khăn mà còn nhấn mạnh sự kiên trì và bền bỉ trong việc đạt được mục tiêu thay mới bức tranh này khi nó có dấu hiệu của kỹ có thể làm giảm tác dụng phong thủy của nó vì vậy việc bảo trì và giữ gìn bức tranh là rất quan trọng để duy trì nguồn năng lượng tích cực mà nó mang lại lưu ý khi bảo trì để bức tranh luôn giữ được sự tươi mới bạn nên thường xuyên lau chùi và kiểm tra tình trạng của nó tránh để bức tranh bị ẩm ướt hoặc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trực tiếp vì điều này có thể làm giảm tuổi thọ và tác dụng phong thủy của nó 2. Tượng Tỳ Hưu. Tượng Tỳ Hưu là biểu tượng phong thủy của sự giàu có và thịnh vượng. Theo truyền thuyết, Tỳ Hưu là một con vật thần thoại có khả năng hút tài lộc và bảo vệ gia chủ khỏi những năng lượng tiêu cực. Khi để tượng Tỳ Hưu lâu năm trong nhà, nó sẽ ngày càng phát huy tác dụng trong việc thu hút tiền bạc và tài lộc. Tỳ Hưu thường được mô tả với hình dáng kỳ lân hoặc sư tử có một cặp sừng, được coi là một trong những vật phẩm phong thủy mạnh mẽ nhất nó không chỉ giúp bảo vệ gia chủ khỏi những ảnh hưởng xấu mà còn thu hút sự giàu có và thành công tuy nhiên nhiều người có thói quen thay đổi tượng tỳ hưu khi thấy nó bị bụi bẩn hay có dấu hiệu xuống cấp điều này có thể làm mất đi sự bảo vệ và thu hút tài lộc mà tỳ hưu mang lại lưu ý khi bảo trì hãy thường xuyên lau chùi tượng tỳ hưu để giữ cho nó luôn sạch sẽ và sáng bóng tránh để tượng bị bụi bẩn hoặc bị hư hỏng vì điều này có thể làm giảm hiệu quả phong thủy của nó. 3. bể cá coi. Bể cá coi không chỉ là một món trang trí đẹp mắt mà còn mang lại nhiều lợi ích phong thủy. Cá coi tượng trưng cho sự may mắn, thành công và sự phát triển bền vững. Khi bể cá coi được duy trì tốt và để lâu năm, nó sẽ tạo ra một môi trường phong thủy thuận lợi cho tài lộc và sức khỏe. Cá coi được coi là biểu tượng của sự trường thọ và tài lộc dồi dào bể cá coi không chỉ giúp tạo ra không gian thư giãn mà còn cải thiện năng lượng phong thủy trong nhà việc thay mới bể cá coi có thể làm gián đoạn nguồn năng lượng phong thủy mà bể cá cung cấp vì vậy hãy chăm sóc và duy trì bể cá coi của bạn để tận dụng tối đa lợi ích phong thủy mà nó mang lại lưu ý khi bảo trì đảm bảo bể cá luôn được làm sạch định kỳ và nước trong bể luôn trong suốt Thay nước và kiểm tra sức khỏe của cá để đảm bảo bể cá luôn hoạt động tốt và không gây hại cho phong thủy. 4. Tượng Phật Di Lặc. Tượng Phật Di Lặc là biểu tượng của sự hạnh phúc, tài lộc và thịnh vượng. Phật Di Lặc thường được đặt ở vị trí dễ thấy trong nhà, như phòng khách hoặc phòng làm việc, để thu hút năng lượng tích cực và may mắn. Khi để tượng Phật Di Lặc lâu năm, nó sẽ càng thể hiện sự bình an và hạnh phúc trong gia đình phật di lặc với nụ cười tươi tắn và tư thế ngồi thoải mái là biểu tượng của sự thịnh vượng và niềm vui việc thay mới tượng phật di lặc có thể làm giảm đi sự kết nối và năng lượng tích cực mà tượng đã tích lũy vì vậy hãy giữ gìn và bảo quản tượng phật di lặc để duy trì sự may mắn và tài lộc cho gia đình bạn lưu ý khi bảo trì đặt tượng ở một vị trí sạch sẽ và sáng sủa tránh để tượng bị bụi bẩn hoặc bị hư hỏng vì điều này có thể ảnh hưởng đến tác dụng phong thủy của nó. 5. Đồng hồ phong thủy. Đồng hồ phong thủy không chỉ là một món đồ trang trí hữu ích mà còn có vai trò quan trọng trong việc cân bằng năng lượng trong không gian sống. Đồng hồ phong thủy thường được đặt ở các vị trí chiến lược để thu hút tài lộc và thúc đẩy sự thành công. Đồng hồ phong thủy giúp kiểm soát thời gian và duy trì sự ổn định trong cuộc sống. Khi đồng hồ phong thủy được giữ gìn và sử dụng lâu dài, nó sẽ phát huy tác dụng trong việc duy trì sự ổn định tài chính và hỗ trợ sự thành công việc thay mới đồng hồ phong thủy khi nó đã cũ có thể làm giảm hiệu quả phong thủy của nó vì vậy hãy bảo trì và kiểm tra đồng hồ thường xuyên để giữ vững tác dụng của nó lưu ý khi bảo trì đảm bảo đồng hồ hoạt động chính xác và không bị lỗi thời gian kiểm tra đồng hồ định kỳ để đảm bảo nó luôn hoạt động tốt và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến phong thủy 6. Hộp đựng tiền. Hộp đựng tiền, hay còn gọi là hộp tài lộc, là một vật phẩm phong thủy rất quan trọng để thu hút tài lộc vào nhà. Hộp này thường được đặt ở nơi dễ thấy và sử dụng để cất giữ tiền bạc hoặc các tài sản quý giá. Hộp đựng tiền không chỉ giữ gìn tiền bạc mà còn là một biểu tượng phong thủy của sự giàu có và thành công. Khi hộp đựng tiền được duy trì tốt và để lâu năm, nó sẽ ngày càng phát huy tác dụng trong việc thu hút sự giàu có và thành công thay mới hộp đựng tiền có thể làm mất đi nguồn năng lượng phong thủy mà nó mang lại vì vậy hãy chăm sóc và giữ gìn hộp đựng tiền của bạn để tiếp tục thu hút tài lộc và may mắn lưu ý khi bảo trì đặt hộp đựng tiền ở một vị trí sạch sẽ và tránh để hộp bị bẩn hoặc bị hư hỏng đảm bảo hộp luôn trong tình trạng tốt và không bị hư hại để duy trì năng lượng phong thủy của nó những vật phẩm phong thủy này không chỉ có giá trị về mặt thẩm mỹ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút tài lộc và may mắn khi đã chọn được những vật phẩm phù hợp việc bảo trì và duy trì chúng trong thời gian dài sẽ giúp bạn tận dụng tối đa lợi ích phong thủy mà chúng mang lại đừng vội thay mới nếu không muốn làm giảm tác dụng phong thủy và đánh mất tài lộc quý giá hãy chú ý đến việc bảo quản và giữ gìn những vật phẩm này để gia đình bạn luôn hưởng trọn sự giàu sang và thịnh vượng lông tài và cộng lông tài lộc dấu hiệu của may mắn và tài lộc bạn có bao giờ nghe đến thuật ngữ lông tài hay cộng lông tài lộc chưa đây là một khái niệm trong phong thủy và tướng số nói về những sợi lông đặc biệt mọc trên cơ thể mà theo quan niệm chúng mang lại may mắn và tài lộc cho người sở hữu những dấu hiệu này không chỉ là điểm nhấn trên cơ thể mà còn là dấu hiệu của vận may sắp đến nếu bạn phát hiện những sợi lông này mọc ở những vị trí cụ thể trên cơ thể đó có thể là một dấu hiệu rằng bạn đang ở trên đà đón nhận những cơ hội tài chính lớn lao theo quan niệm dân gian và phong thủy những sợi lông tài lộc này được cho là không chỉ mang lại sự may mắn mà còn có khả năng thu hút tài lộc và thành công những vị trí trên cơ thể mà lông tài xuất hiện có thể là những điểm nhấn quan trọng để nhận diện vận may và tài lộc tuy nhiên có một điều quan trọng mà bạn cần nhớ là tuyệt đối không được nhổ chúng kẻo có thể làm mất hết tài lộc mà chúng mang lại hãy cùng lắng nghe những vị trí trên cơ thể mà khi đột nhiên mọc lông tài bạn nên biết để nắm bắt và giữ gìn vận may cho bản thân nhé một dưới cằm nếu bạn phát hiện lông tài mọc ở dưới cằm đây là dấu hiệu cho thấy tài lộc đang đến gần. Vị trí này liên quan đến sự phát triển trong tài chính và sự ổn định trong cuộc sống. Trong phong thủy, dưới cầm là khu vực liên quan đến sự tự tin và sự ổn định. Long tài ở đây cho thấy bạn sẽ sớm có những cơ hội để cải thiện tình hình tài chính và đạt được những mục tiêu quan trọng trong công việc. Những cơ hội này có thể bao gồm các hợp đồng lớn, các dự án đầu tư thành công, hoặc thậm chí là những cơ hội nghề nghiệp mới. Hãy chú ý đến các cơ hội và sẵn sàng nắm bắt chúng. Điều quan trọng là bạn phải chuẩn bị kỹ lưỡng để tận dụng những cơ hội này và không để cơ hội vụt mất vì sự thiếu chuẩn bị. Sự thành công tài chính của bạn sẽ phụ thuộc vào cách bạn nắm bắt và quản lý những cơ hội này. 2. Trên cánh tay trái lông tài mọc trên cánh tay trái báo hiệu sự phát đạt và may mắn trong các lĩnh vực liên quan đến tài chính và sự nghiệp cánh tay trái thường liên quan đến các mối quan hệ và cơ hội đến từ những người khác đây là dấu hiệu cho thấy bạn sẽ có những cơ hội lớn để thu hút tài lộc và đạt được thành công trong các dự án mới có thể bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp đối tác kinh doanh hoặc các mối quan hệ cá nhân sự hỗ trợ này có thể đến dưới dạng lời khuyên tài chính hoặc cơ hội hợp tác mới. Hãy sẵn sàng để tiếp nhận và tận dụng sự giúp đỡ này để nâng cao vị trí tài chính của mình. Bằng cách mở rộng mạng lưới quan hệ và tận dụng sự hỗ trợ từ những người xung quanh, bạn có thể đạt được những thành công đáng kể trong công việc và cuộc sống. 3. Cổ. Khi lông tài xuất hiện trên cổ, điều này chứng tỏ rằng bạn sắp nhận được sự hỗ trợ quý giá từ những người xung quanh hoặc từ các nguồn tài chính bên ngoài. Cổ là vùng quan trọng liên quan đến giao tiếp và sự kết nối với thế giới bên ngoài. Đây là thời điểm tốt để bạn thực hiện các kế hoạch lớn và tìm kiếm cơ hội hợp tác để gia tăng thu nhập. Vị trí này cũng báo hiệu sự thành công và thịnh vượng đang đến gần. Bạn có thể nhận được sự giúp đỡ từ các mối quan hệ chuyên nghiệp, các đối tác kinh doanh hoặc các nguồn tài chính bên ngoài. Hãy tận dụng cơ hội này để thực hiện những dự định lớn và mở rộng mạng lưới quan hệ của mình. Đặc biệt, hãy chú ý đến các cơ hội hợp tác và đầu tư có thể mang lại lợi ích lâu dài cho bạn. 4. Sao tai Nếu bạn thấy lông tài mọc sau tai, đây là dấu hiệu cho thấy bạn sẽ có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống và tài chính. Vị trí này thường được liên kết với sự thay đổi và khả năng thích nghi với các tình huống mới. Lông tài ở vị trí này cho thấy bạn sắp nhận được những tin vui liên quan đến tài chính hoặc sự nghiệp. Sự thịnh vượng và may mắn sẽ theo bạn trong các kế hoạch và dự án sắp tới. Bạn có thể sẽ gặp gỡ những người quan trọng, nhận được những thông tin quý giá, hoặc có cơ hội để thay đổi và cải thiện tình hình tài chính của mình. Hãy chuẩn bị cho những thay đổi này và đón nhận chúng với thái độ tích cực. Sự linh hoạt và khả năng thích nghi sẽ giúp bạn tận dụng tốt những cơ hội mới. 5 trên mét môi trên lông tài mọc trên mép môi trên có thể là dấu hiệu của sự phát đạt trong kinh doanh và tài chính đây là vị trí mang lại sự ổn định và bảo đảm về tài chính trong thời gian tới mép môi trên thường liên quan đến khả năng giao tiếp và sự tự tin trong các tình huống xã hội bạn có thể sẽ nhận được những khoản tiền lớn hoặc các cơ hội đầu tư giá trị trong thời gian gần đây cũng là dấu hiệu của sự thành công trong các dự án kinh doanh hoặc đầu tư mà bạn đang theo đuổi Hãy chú ý đến các cơ hội và sẵn sàng nắm bắt chúng khi chúng xuất hiện. Đồng thời, hãy tự tin trong các cuộc thương thảo và giao tiếp để tăng cường khả năng thành công. 6. Trên lưng tay Lông tài mọc trên lưng tay là dấu hiệu của sự thành công và vận may đang đến gần. Vị trí này thường báo hiệu rằng bạn sắp nhận được một khoản tiền bất ngờ hoặc cơ hội đầu tư mang lại lợi nhuận lớn lưng tay là khu vực liên quan đến khả năng làm việc chăm chỉ và sự kiên nhẫn điều này cho thấy bạn sẽ có